Chào mừng anh chị và các bạn quay lại channel tiếng Anh Grab Bài. Anh chị các bạn hãy nhớ ấn chung bên dưới theo dõi clip bên ngoài video tiếp theo. Thì lại là tôi đây, tiếng Anh Grab Bài. Thì hôm nay như yêu cầu của khán giả thì tôi sẽ tiếp tục làm video chủ đề giải đáp thắc mắc. Kiểu như nếu mà tôi biết cái gì tôi sẽ trả lời và giao lưu chia sẻ trong nhóm anh chị em. Tất cả chỉ mang tính chất là tham khảo, không phải dạy dỗ ai đây cả. Tính chất nó chỉ là giao lưu chia sẻ. Đấy. Thì hôm nay chủ đề có bạn gọi hỏi tôi là anh ơi, em không nghe tiếng Anh và ngoại ngữ khác. Thì đấy là lý do vì sao mà em không nghe ngoại ngữ. Ví dụ mà nghe được những cái cơ bản em nghe được, nhưng mà ví dụ mà nghe những cái cuộc hội những câu dài hoặc là cuộc hội thoại dài khi mà người ta nói nhanh thì em không thể bắt từ không thể nghe được. Đấy, thì hôm nay đây là những cái quá trình mà tôi đã trải qua hết rồi, thì hôm nay tôi biết thì tôi sẽ chém gió giao lưu anh em về vấn đề này. Đấy, thì là vì sao mà không nghe được, đấy nhá. Cái đầu tiên tôi phân tích đây là hôm trước tôi làm một cái video 15 thứ tiếng ấy, thì có bạn nhắn tin là anh ơi anh nên học về ngữ âm hoặc là phát âm các kiểu ấy. Đấy, kiểu như đại loại như thế. Thì tôi cũng muốn phân tích là ở đây như này, mục đích của mỗi người học ngoại ngữ nó khác nhau, thì dẫn đến cách học khác nhau, sau đó kết quả khác nhau nhá. Ví dụ các bạn lên phố cổ, lên phố các bạn sẽ gặp những người đánh giày hay là đánh giày xích lô, họ vẫn nói tiếng Anh mà người nước ngoài vẫn hiểu, mà không có một chút gì gọi là, rất nhiều người không có gọi là ngữ âm hay nhá. Mục đích của người ta chỉ là nói tiếng Anh để cho người bản địa hiểu, người nước ngoài hiểu, để người ta kiếm tiền. Mục đích chính của người ta như vậy. Có thể người ta có thể dành thời gian ra người ta học phát âm, học về ngữ âm, nhưng mà cái ưu tiên với những người đó là họ muốn truyền đạt cái khả năng tiếng Anh của họ cho người nước ngoài hiểu, và người nước ngoài hiểu, đấy là mục đích. Và người ta đã đạt được cái mục tiêu của họ rồi, là truyền đạt cái khả năng, cái cần mình cần nói cho người nước ngoài hiểu, chứ không cần ngữ âm ở đây, phát âm ở đây. Đó. Thế còn bạn nào học về, ví dụ là học về thầy giáo này, học về bằng cấp này, hoặc đi du học nước ngoài này, đấy, thì các bạn học ngữ âm rất là hay. Vì sao? Vì mình truyền đạt, mình phải dạy, mình phải truyền đạt học sinh mà, đúng không? Nhưng mà những người đánh giày, những người xích lô, những người bán hàng rong kia, mục đích của người ta chỉ là mang tính chất là học ngoại ngữ để giao tiếp với nước ngoài, để nói cho người nước ngoài hiểu cái ý của mình. Đấy. Đấy, thì mục đích của tình đấy thì tôi mới nói đây là mục đích của mỗi người khác nhau thì là kết quả nó khác nhau. Chúng ta không thể mang cái gọi là cái nguyên tắc, cái cách học của chúng ta áp đặt cho người khác, áp đặt cho người có cái mục đích khác được. Đấy, mình ta mang tính chất là góp ý, nhưng góp ý nó cũng là một câu nói, nhưng mà góp ý làm sao mà để cho người ta nghe, người ta thấy thoải mái nhất, rất là quan trọng các bạn nha, góp ý. Đấy. Với cả những người ta đã có mục đích sẵn rồi thì người ta sẽ không cần góp ý của bạn. Đấy, vấn đề là thế. Đấy. Thì tôi muốn nói là cái nói ấy, cái nói đầu tiên là rất nhiều bạn, rất nhiều trường lớp, rất nhiều trung tâm người ta sẽ dạy các bạn nói. Nhưng mà nghe thế nào? Nghe, các bạn không nghe được vì các bạn không nghe nhiều, hoặc là các bạn dành quá nhiều thời gian cho học nói. Mà là đứa trẻ con chúng ta phải học nghe rất là nhiều. Mà sau đó các bạn để ý, nếu các bạn có con và cháu, tôi thì không có, chưa có con, nhưng mà tôi có rất, cháu thì có rồi. Tôi để ý nhiều khi bọn trẻ con nó nghe rất là nhiều, nó hiểu, ông bà nói, bố mẹ nó hiểu. Nhưng mà nhiều khi nó nói lại thì nó cứ qua ứa, nó nói ngọng ấy. Không khác gì mình nói tiếng Anh sai khi mình học. Cái đấy là một cái vấn đề rất là tự nhiên, không có cái gì sai cả. Kể cả sai không sao cả, đấy chỉ là một cái vấn đề rất là tự nhiên thôi. Vấn đề các bạn có dám sai không thôi, đấy. Mà người nước ngoài có hiểu không, đấy mới là điều quan trọng nhất. Đấy, thì tôi muốn nói là khi các bạn không nghe được ngoại ngữ hay là tiếng Anh, vì các bạn đã bị những cách học khác, hoặc là cách nguyên tắc của người khác dạy cho các bạn là chúng ta phải học như này, phải nói như thế này, phải nhấn âm như thế này, nhưng mà các bạn lại không dành thời gian ra để nghe nhiều nhá. Thì cho nên là khi học một ngoại ngữ mới, ví dụ các bạn học tiếng Anh 5-7 năm, nhưng mà tôi nói các bạn học ngôn thứ hai thứ ba, các bạn học nói nhiều mà xem, ra người nước ngoài, ví dụ học tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, người bản địa nói không hiểu cái gì vì nó không nghe được, nó nói quá nhanh. Học nói cũng rất là quan trọng, nhưng mà nói thì sau học nghe thôi. Đấy nha các bạn nhé, các bạn không nghe được, vấn đề là các bạn đã học nói từ đầu rồi, đã có những cái chỗ người ta đã gieo tắt cho các bạn là phải học nói thật giỏi thì mới nghe được. Tôi chưa bao giờ tôi nghe cái kiểu là làm gì có chuyện học nói phải nói đúng mới nghe được, phải nói đúng mới nghe được chứ. Chúng ta học tiếng Việt ngày xưa chúng ta học nói học nghe trước khi chúng ta là trẻ con. Đấy, cái phần một rất là quan trọng, các bạn lưu ý cho tôi. Các bạn không nghe tiếng Anh hoặc là ngoại ngữ khác vì các bạn đã quá tập trung mà quá mất nhiều năng lượng thời gian học nói. Nó rất là quan trọng, nhưng các bạn đã không dành quá nhiều thời gian học nghe. Vấn đề đầu tiên là dành thời gian không đủ cho học nghe, phải học dành thật nhiều. Tôi đã nhắn tin, tôi đã nói rất nhiều bạn là tôi đã dành khoảng 90 hoặc 95% tôi nghe và quan sát mỗi ngày.
Tôi làm video tôi nói rất nhiều chuyện độc thoại thôi, nhưng mà các bạn không để nhìn được cái thời gian mà tôi nghe và tôi quan sát như thế nào. Rất là nhiều các bạn, nó nhiều hơn thời gian tôi nói như thế này nhiều. Nói này để mang tính chất là chém đó anh các bạn thôi đấy. Nhưng mà đầu tiên chúng ta không nghe được vì chúng ta chưa nghe đủ nhiều và chúng ta dành thời gian cho nói quá nhiều khi học một ngoại ngữ mới. Các bạn nói như này, ví dụ các bạn ý, những người ta nói làm một cái video tiếng Anh, người ta nói tiếng Anh cứ vanh vách như này thôi, hoặc là cái tiếng gì ấy, nhưng mà ra vào đập thực tế mà có sự cạnh tranh của người khác thì khác ngay đấy, vấn đề là thế. Cái đầu tiên vấn đề là chưa nghe nhiều và là chúng ta dành quá nhiều thời gian năng lượng cho nói nhiều nhá, nghe nhiều đấy. Thế tiếp theo là vấn đề thứ hai là vì vì sao mà không nghe được, vì sao mà không nghe được. Thì là tôi đã phân tích là nghe được thì thường thường sẽ nói được, còn nói nhiều hay không thì để cho người bản địa người ta đánh giá, để cho người bản địa người ta đánh giá. Các bạn hình dung người ta mình nói tiếng Việt nên là chúng ta nói tiếng Việt thế này, mỗi người người ta sẽ có một cái khoảng ngữ âm, cái giọng khác nhau. Ví dụ có người có cái giọng tiếng Việt này nồng phi rất là hay, nhưng mà có người nồng giọng ai nghe, chẳng ai nghe được cả. Hoặc có người có giọng là có thể làm ca sĩ được, hát rất là hay, nhưng có người không có chất giọng, kể cả cố gắng nỗ lực đời dành thời gian rèn luyện bao nhiêu thời gian cũng không thể làm ca sĩ được, vì đôi khi nó là cái bản năng, nó là cái chất giọng rồi đấy. Thì là các bạn lưu ý vấn đề này đấy. Thế cho nên là tôi học ngoại ngữ được chẳng bao giờ tôi học nói trước, mấy cả học nói thì nói chung là học, tôi học nói rất ít, tôi chỉ làm video tôi học nói với người nước ngoài thôi. Mà tôi thực ra tôi làm thực tế luôn người nước ngoài để người ta đánh giá, để người ta nhận xét, để người ta nói chuyện lại mình, cái đấy là thực tế nhất, chứ không phải mang tính chất là mình, tôi không phải mang tính chất mình nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức một mình như này để cho các bạn xem. Thường thường tôi nói một mình như này, tôi hầu như nói tiếng Việt hết đấy. Thì hôm nay tôi chỉ làm video đơn giản là vì sao các bạn không nghe được tiếng Anh hay tiếng Đức, tôi làm cho cả bạn, các bạn nói tiếng Đức nhé, vì sao các bạn không nghe được, vì đơn giản là các bạn không dành thời gian quá nhiều cho nghe, cứ nghe khoảng mấy nghìn giờ xem, 1, 2, 3, 4 nghìn giờ xem nghe được ngay. Vấn đề là chúng ta dành bao nhiêu thời gian nghe mỗi ngày. Tôi không quan tâm các bạn học ngoại ngữ bao lâu, mà tôi chỉ quan tâm là mỗi ngày các bạn dành bao nhiêu thời gian ra để học ngoại ngữ, học nghe ngoại ngữ. Ví dụ các bạn nghe 10 tiếng tiếng Đức một ngày thì có phải là bằng các bạn nghe 10 ngày mỗi ngày 1 tiếng tiếng Đức không? 10 tiếng một ngày thì bằng 10 ngày mỗi ngày các bạn nghe 1 tiếng. Bạn lưu ý nhé, đấy có nghĩa là dành thời gian bao lâu một ngày, chứ không phải là dành thời mình học tiếng Đức hay tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha bao bao nhiêu năm, mà bao nhiêu thời gian mình đã dành cái sự tập trung để chúng ta nghe mỗi ngày đấy, rất là quan trọng đấy. Thế còn tôi nói những cái bạn mà kể cả có những bạn thầy giáo hay là về thầy giáo hay là chuyên gia về tiếng Anh ấy, các bạn tin tôi đi, các để người ta đến lần tầm đấy người ta nghe khoảng 5, 7, 10 năm rồi. Đấy, thì các bạn nghe đấy, các bạn có thể áp dụng được tham khảo thôi. Nhưng mà các bạn áp dụng học trong khoảng 6 tháng 1 năm thì làm gì có chuyện các bạn nghe được. Tôi chưa bao giờ tin như quảng cáo là 6 tháng 1 năm có thể là trôi chảy hay thành thạo một ngoại ngữ. Tôi chưa bao giờ tôi tin. Vì đến thời điểm này tôi học cũng khá khá ngoại ngữ rồi, thì tôi chưa tôi dám là nói là mình là thành thạo một ngoại ngữ, thành thạo một ngôn ngữ. Đến bây giờ tiếng Việt mình cũng không dám mình nói là mình thành thạo. Có thể mình ví dụ mình tìm hiểu về ngoại ngữ hay là lịch sử về ngoại ngữ hay là những chủ đề mình thích như thể thao, âm nhạc thì mình có thể mình biết để mình chăm gió đấy. Nhưng những cái vấn đề về chính chính trị, khoa học hay là vũ trụ hay là tài chính, ngân hàng, những cái chủ đề đấy mình không biết, không tìm hiểu thì kể cả tiếng Việt mình không chăm gió được, chứ đừng nói đến tiếng Anh. Hay cho nên kể cả tiếng Việt tôi cũng chưa là tôi dám nhận nhận tôi là giỏi và là thành thạo, chứ đừng nói đến tiếng Anh. Chứ còn người nào mà tự xưng là thành thạo tiếng Anh hay giỏi tiếng Anh thì người đấy chưa chưa gặp những người giỏi hơn thôi, chưa gặp những người giỏi hơn đấy. Thế cho nên là mang tính chất là cho nên kể cả các bạn nào nhắn tin là bạn chưa thành thạo tiếng Anh hay bạn giỏi tiếng Anh thì nói chung là tầm đấy tôi không muốn trả lời lại, vì tôi biết là ngoại ngữ kể cả tiếng Việt chúng ta không giỏi đâu, không bao giờ thành thạo được. Mấy cả đơn giản nó ngoại ngữ nó chỉ là mang tính chất để giao tiếp, để giao lưu thôi, nó chẳng có cái gì là giỏi ở đây cả đấy. Thế hôm nay chủ đề đơn giản là vì sao các bạn không nghe được tiếng Anh và ngoại ngữ, vì sao mà không nghe tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung, vì là các bạn không không nghe đủ nhiều. Cái thứ hai là các bạn đã quá dành quá nhiều năng lượng và thời gian cho nói rồi, học nói chúng ta phải nghe học học nghe gấp 5 gấp 10 lần,
học nói. Đến thời điểm này tôi vẫn còn giữ thói quen là nghe và quan sát gấp 5, gấp 10 lần nói, kể cả tiếng Việt, tiếng Anh và ngoại ngữ khác. Đấy, các bạn thấy video vui vui thì bổ ích thì các bạn hãy nhấn chuông bên dưới để đăng ký và là chia sẻ video các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi.